Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Chắc hẳn quý vị và các bạn không còn lạ gì đối với những chiếc nồi nấu hủ tiếu, nấu phở. Kèm theo đó là ở những nhà hàng, khách sạn đều có xuất hiện những chiếc nồi này, hay thậm chí là những quán ăn nhỏ đều có xuất hiện. Và ngày hôm nay Ngọc Lan đem đến cho quý vị và các bạn đó chính là chiếc nồi Takio 100L, giúp bà con có thể nấu phở được một cách nhanh chóng, hay nấu hủ tiếu, hấp gà, luộc vịt đều được. Quý vị và các bạn hãy ở lại video này để cùng Ngọc Lan tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc nồi này nhé. Đây là chiếc nồi Takio TK100L với dung tích thực là 100 lít mà Ngọc Lan vừa mới nhắc tới. Trên thân nồi chính là logo của Takio, phần dưới này chính là sensor hoạt động. Sensor này sẽ có 3 cái tương đương, mỗi một cái là 3 kW, tổng 3 cái sẽ là 9 kW. Chúng ta có thể điều chỉnh được từ 30 tới 110 độ. Nếu như quý vị và các bạn vừa mới bỏ nước vào nấu thì quý vị và các bạn hãy bật 3 cái sensor này lên nhiệt độ tối đa, sẽ giúp cho nước sôi nhanh hơn. Kèm theo đó quý vị và các bạn nếu muốn giữ ấm thì hãy tắt 2 cái sensor còn lại, chỉ để 1 cái sensor thôi thì sẽ giúp tiết kiệm điện. Điện này chúng ta sử dụng là điện 3 pha. Khi chúng ta sử dụng hãy để ý những đèn báo ở trên này. Đèn nào báo thì tức là sensor đó đang hoạt động. Phần phía bên này đó chính là đầu ra của nước. Vòi nước này sẽ giúp cho bà con vệ sinh máy một cách sạch sẽ sau khi bà con sử dụng. Đây là quai cầm của ấm nồi. Nồi được làm bằng inox 304, bên trong sẽ có một lớp foam cách nhiệt, phần nắp cũng như vậy, và có thêm một chiếc tay cầm giúp cho bà con tránh an toàn trong quá trình bà con sử dụng. Phía trong sẽ có một chiếc nồi nhỏ. Chiếc nồi này sẽ thiết kế có các lỗ giúp cho bà con có thể hấp hoặc là luộc một cách dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng nguyên liệu là thịt hoặc là xương, gà, vịt đều được. Phần phía trong này tương đương với 3 sensor của tôi vừa mới giới thiệu ở bên ngoài. Trên mỗi sensor sẽ có một mã giúp cho bà con phân biệt. Đây chính là phần đầu ra của nước. Một số lưu ý khi bà con sử dụng chiếc nồi Takio 100L này. Đầu tiên bà con cần phải kiểm tra xem trong nồi đã có nước hay chưa. Thứ hai, bà con cần phải kiểm tra nguồn điện xem đã ổn định hay chưa. Và thứ ba, khi bà con sử dụng, bà con cần phải đặt nồi trên một bề mặt bằng phẳng. Điều cuối cùng, khi bà con sử dụng xong hãy vệ sinh máy thật sạch sẽ để chuẩn bị cho những lần sử dụng sau nhé. Quý vị và các bạn nếu muốn sở hữu chiếc nồi Takio 100L này, hãy liên hệ qua website hoặc số điện thoại bên dưới video của chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.